Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nhé. Subway Surfer. Ok, let's go. Cái này là mới update phiên bản các bạn nhé. Ở phiên bản này thì ăn 20 quả trứng, không biết được tặng cái gì đâu. Một quả trứng này. Nhân 2 IP. Nhân 2 vàng, xin hỏi bia. Ok. Rồi. À, bây giờ mình sẽ tìm xem có quả trứng nào không. Đây có một quả trứng nhưng mà quả trứng không ăn được. Còn một chỗ để nhảy lên. Ok, thêm một chút nữa rồi. Oh my gosh. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ hai. Hello Slider. Ok, let's go. Và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá nó nhá. Oh, hey, я не могу.
bảo với Lý Chi Sinh. Rồi, let's go. Mình sợ, mình sẽ nhảy lên trước khi ông ta bắt được mình. Ok. Ông ta không thể nhảy lên đây được. Rồi, ở đây là chiếc chìa khóa xe ô tô. Chúng ta mở đài hay cái gì vậy? Oh my gosh. Ông ta đứng ngay đấy, sợ thật. Rồi, bây giờ mình sẽ mở đây. Dìu ông ta ra đây luôn. Ok, và bây giờ mình đã vào tầng hầm của ông ta. Bây giờ mình sẽ tiến sâu vào trong. Tắt này lên. Sau đó mình sẽ quay lại chỗ cũ để cho cầu dao giật lên. Chạy thôi. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Postmaster. Player 1, choose.
chưa? Jackhammer 35. Vậy thì mình sẽ chọn là 16 đi. 9 chân thôi, đấy là 18. 18 thì mới có 9 được đầu. Mày đó hả? Mày cả 20 rồi. Wow, trúng đầu luôn, sợ thật. Finish him. Fatality. Epic win. Player one, choose. Không chính rồi. Wow. Đấy là chúng mình thôi. Chúng đầu cơ, chúng có đau rồi. 18 lên phần bên là 19. Wow. Cô bé này có vẻ rất là trâu. Xem nào. Còn rồi. Đi luôn. Vẫn còn sống cơ. Wow, quá rồi. Mong cô ta chảy đi. Nếu là này chúng là mình sẽ đi luôn. Mày vẫn còn sống. 20 là ok rồi. Lần này mình thắng rồi. Fatality. Win. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Ice Cream 2. Okay, let's go. Jay, help me out of here. Click. Going to kill some kids today. I'm looking for the chump puppy ones. Jay, help me I'm out going of here, to find please. Me some chubby.
Ồ, vẫn chưa thấy. Chợt lại ở lại cái thùng rác này. Đây rồi. Mình sẽ vào đây chơi thử game này. Wow, chết luôn, lại đi. Oh my gosh, vẫn chết. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Scary Teacher 3D. From my delicious cake. I really am the best chef in the world. Sẽ sang game thứ 6. Oh, game này mất tiếng rồi. Ok. Bắn một phát, những ai ngăn cản là bạn bắn. Nó đầy lộ, sẽ đầy lộ rồi. Đúng rồi. Wow. Xem ngon lắm ha.
perfect. Lisa. Phiên bản mới này Lisa có thể bắn được các bạn ơi. Khi tiêu rồi. Cho nên các bạn khi chọn Lisa các bạn không phải sợ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Oh, Martin's here. Wait, where is he going? Hey, kid. Wanna see a trick? Here you go. Và thông minh cậu sinh này rồi. Oh no. Ok, đã đầy đủ. Game này thì trước mình đã từng lấy những món đồ này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng những món đồ này để cứu cậu bé đó. Rồi, bây giờ thì lấy băng dính đây. Access granted.
Còi cho cậu ra tỉnh lại thôi. Ok, let's go. I'm free! I'm finally free! Bây giờ mình sẽ sửa lại cái này. Sau đó sẽ vào đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Time start. Tiến gần, nó bắn vào bên giữa chuẩn. Này mới trúng không? Trúng rồi. Wow, xảy ra. Chiu. Đó ha. Mình sẽ đột nhập gần nữa. Rồi. No fuel. Shoot. Hit. Có vẻ là con bé này mất ít máu. Rồi chúng ta tự sát của mình à. Wow. Để mình sẽ khiến anh bạn đi hoa cao. Wow, trúng rồi. Kinh đấy. Shells fired. The target is not affected. Anh nào cũng không đến gần mình. Nó rất là chuẩn nhá. Sợ thật. May có đánh trúng, còn này mà trúng thì dễ mình hẹo luôn. Wow, trúng rồi. Xịt của mình đi. Lành thắng mình cũng chết cùng với anh ta rồi. Thì nay anh ta sẽ đến gần rồi. Oh my god, chết rồi. Anh ta vẫn còn sống. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Roblox. Tự game này thì rất là nhiều người chơi các bạn nhé, chơi online và các bạn có thể chơi được rất nhiều trò. Trong trò Roblox này thì nó gồm rất là nhiều trò, thì các bạn có thể chơi kinh dị cũng có, siêu nhân cũng có, cái gì cũng có, background hay cái gì đó. Điều game này vào thì nó hơi loát, hơi chậm một chút, cho nên khi vào các bạn phải chờ một chút.
Lấy. Mình chạy đầu xuyên như này. Chạy cái này đi. Đánh. Vừa. Cái tướng rất là to. Nên mình bị đánh như là bị sao rồi. Chết luôn rồi. Khỏe thật. Thôi bây giờ mình sẽ chọn là xin lên đi. Châu đi. Đây là con boss à. Tiếp tục sinh nhân này. Cố gắng gì con boss này. Bắt đầu. Boss chết rồi. Chết cùng người ta luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Đừng quay thôi. Sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Đây là một tựa game ma. Hạn đi đi. Hạn đi thì cái tỷ lệ chết nó sẽ nhanh hơn. Mình xem mình chống cự được khoảng bao nhiêu. Đây là một chiếc chìa khóa thôi. Sâu để tìm cái sách thì nó hơi sâu một chút, không biết có không. Còn có ma này hút 1/3 máu luôn, sợ thật. Chắc phải đi vừa đi vừa cún mất thì nó sẽ đỡ đi phần nào. Lấy một chiếc chìa khóa này. Wow wow, còn một chút máu nữa thôi, nó hiện phần nữa không mình chết. Mình sẽ đi cầu chú. Và bây giờ phải tìm cả máu nữa. Rồi, mở phòng này xem. Thêm một chiếc chìa khóa nữa. Máu ơi, máu ở đâu? Cho tôi tìm máu nào.
cái này ra xem có không. Không có. Rất nhiều chìa khóa mà lại không thấy đâu. Không có một tờ giấy nào. Wow wow, đúng một kẹo tay teo. Không một tí máu luôn luôn các bạn ạ. Đây là 2 lít là nó giảm cái tỷ lệ các bạn là nhận máu. Dọc bọn đấy nhà mà không có tí, có nhà nào có máu luôn. Đây rồi. Lại sống thêm được một chút nữa. Luôn. Cần chết luôn. Rồi, bắt đầu mình sẽ sang bên phải này. Mà không biết cái ông quỷ ông đang ở đâu. Sự nguy hiểm của ông quỷ này. Không có gì. Vậy ông quỷ đang ở gần đây rồi. Mình nghe thấy tiếng nó gần gần đây. Bốn mảnh giấy rồi. Bám suốt vậy. Rất là rộng, ngôi nhà này rộng thật. Đây là phòng đứa con. Đứa con có quỷ các bạn đây. Nhìn rất là khiếp. Wow wow wow. Rất là kinh khủng. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Siêu nhân đi. Thank you.
xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.